Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi trang truyền hình huyện Chợ Đồn phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, theo dự báo thời tiết trong vụ đông xuân 2021-2022 sẽ diễn biến phức tạp, không khí lạnh hoạt động sớm hơn, các đợt rét đậm rét hại có nguy cơ làm ảnh hưởng đến chăn nuôi, trồng trọt. Với tinh thần phòng hơn chống, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra. Gia đình ông Nông Văn Thế, thôn Bản Xíu, xã Ngọc Phái, hiện đang nuôi 2 con trâu. Ngay từ khi thu hoạch lúa mùa sớm, gia đình đã chủ động giữ trữ rơm. Ngoài ra, anh còn trồng thêm cỏ voi, chuối để làm thức ăn cho trâu. Chuồng trại đã được gia đình dùng bạt quây chống rét và thường xuyên dọn vệ sinh. Con trâu là khối tài sản lớn của gia đình, do đó để đàn gia súc khỏe mạnh, ông Thế còn tăng cường các loại thức ăn thô, tinh và chủ động thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Khi thời tiết có dấu hiệu rét đậm rét hại, tuyệt đối không thả trâu ra ngoài mà nhốt trong chuồng được quây kín gió, cung cấp đủ thức ăn cho trâu. Nhờ đó đàn trâu của gia đình duy trì phát triển tốt. Tôi là nuôi 2 con. Trước là có đàn nhưng mà cũng bán bớt đi. Thì giờ còn 2 con. Thế vào cái mùa đông thì mình làm cái công tác phòng chống rét như thế nào ạ? Mùa đông thì hàng năm thì vẫn để rơm rạ rồi là thức ăn để nuôi trâu. Vâng, nấu cháo, nấu ấy cho trâu. Chuồng trại thì mình làm. Vâng, chuồng trại thì che chắn, cẩn thận vào để cho qua mùa đông này, mưa rét thì phải lùa về nhà. Thế cái tiêm phòng thì mình thực hiện như nào? Tiêm phòng thì hàng năm thì tiêm 2 lần. Với gia đình ông Hứa Văn Ba, thôn Bản Lạp, xã Nghĩa Tá, đã nuôi trâu từ hơn 10 năm nay. Hiện tại tổng đàn đang có 9 con. Theo ông Ba, từ nuôi trâu đã giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định hàng năm. Khi thời tiết rét đậm rét hại, gia đình không thả trâu ra ngoài, chủ động che chắn chuồng trại kín gió, cung cấp đủ thức ăn như rơm, sắn, cỏ voi, cháo loãng, luôn giữ nền khô ấm và thực hiện tiêm phòng đầy đủ. Nhờ đó đàn trâu của gia đình duy trì phát triển tốt và qua nhiều năm không có gia súc bị che rét. Chuồng rét thì che chắn vào, chuồng trại che chắn vào, xong là chỗ chắn thì cho sắn, có rơm cho rơm. Sáng nay bắt đầu thấy cỏ voi các thứ. Thế thì ví dụ mà ở những cái năm vừa rồi mà lạnh ấy, gia đình mình có bị trâu chết rét bao giờ không ạ? Không bị đâu. Che chắn chuồng trại nó tốt, không bị đâu. Hiện tại là mình có 9 con. 9 con. Chúng mình mỗi năm được bán khoảng mấy con đấy? Bán tầm 2 con thôi. Vâng. Thế thì anh thấy là cái hiệu quả từ cái nuôi trâu này như nào ạ? Nó cũng hiệu quả đấy. Làm nó cũng thu nhập nó mỗi thứ một tí là trâu thu nhập mấy con bán như cho nghe này bán mấy con 20 nó là 5 năm nó để được con 20 bán được 2-3 con thế nên mình vẫn duy trì đó ạ. Vẫn duy trì mà. Thực tế những năm trở lại đây số lượng trâu bò bị chết rét trên địa bàn huyện Chợ Đồn giảm rõ rệt. Tuy nhiên trên đàn vật nuôi đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tụ huyết trùng ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Do đó, thời điểm này, cùng với công tác phòng chống rét, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, như thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng, phun thuốc khử trùng tiêu độc và các biện pháp phòng chống dịch khác theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Theo thống kê, toàn huyện Chợ Đồn hiện có gần 8.000 con trâu bò, 270 con ngựa, trên 2.300 con dê, gần 20.000 con lợn. Thời gian qua, công tác chăn nuôi đã trở thành một trong những hướng đi phát triển kinh tế bền vững của các hộ gia đình, nên ý thức trong bảo vệ, phòng chống rét cho đàn vật nuôi của bà con nông dân đã được nâng lên. Sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và thay đổi trong nhận thức của người dân chính là nhân tố giúp bảo vệ tốt đàn gia súc trên địa bàn. Kinh nghiệm cho thấy nếu huy động được hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền vận động một cách tích cực, chủ động, sẽ mang lại chuyển biến tích cực trong nhận thức của người chăn nuôi. Thưa quý vị khán giả, huyện Chợ Đồn có 7 dân tộc gồm Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Hoa, Sán Chay. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán riêng, tạo nên những bản sắc văn hóa độc đáo. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc luôn được huyện coi là nhiệm vụ quan trọng, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của dân tộc. Xuất phát từ việc không muốn để nghề thêu thổ cẩm của dân tộc bị mai một dần, nên chị Triệu Thị Sình ở thôn Bản Quân 1, xã Ngọc Phái đã vận động chị em phụ nữ của thôn thành lập tổ hợp tác thêu hoa văn trang trí trên trang phục người Dao đỏ với 16 thành viên. Hoạt động của tổ là nhận hàng về thêu theo nhu cầu của khách đặt, sáng tạo ra các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương để bán cho khách tham quan chợ đêm do huyện tổ chức hoặc khách du lịch có nhu cầu mua quà lưu niệm.
để mà gìn giữ một bộ dân tộc của mình thì em phải học hỏi từ các bà đi trước, biết thêu xong là mình để làm ra một sản phẩm tuyệt vời như này thì phải nói chung là mình cũng học khá là dài, học khá là lâu để mình mới hoàn thành được một bộ. Xong là từng mũi chỉ theo các kim mình cũng phải tự chọn lựa cho kỹ mình mới có thể theo được đẹp. Để gìn giữ phát huy những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, huyện Chợ Đồn đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đề án bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam của Chính phủ, nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về công tác dân tộc, quan tâm gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, xã hội với nhiều cách làm phong phú, thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị văn hóa dân tộc, định kỳ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số. Ngoài ra, huyện cũng tích cực triển khai các nội dung trong đề án quản lý và phát huy các giá trị di tích, di sản gắn phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 như gắn dòng chữ ATK trên đỉnh núi Phe Vì, xây dựng biển chào tại 5 cửa ngõ vào huyện và các biển chỉ dẫn vào các di tích quốc gia đặc biệt, sưu tầm các hiện vật, tài liệu, các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện, phục vụ cho việc trưng bày tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn. Khai thác, sưu tầm và bảo tồn giá trị các di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh mục là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tổ chức mời nghệ nhân sáng tác hát then Lượn Phong Thư với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quân dân vùng an toàn khu Chợ Đồn, khảo sát, điều tra, sưu tầm đối với một số loại hình di sản hát then đàn tính đối với then cổ, nghệ thuật hát đám cưới, nghệ thuật hát lượn cọi, lượn phong thư, tổ chức các lớp tập huấn về nghề đàn lát theo truyền thống, lớp dạy đàn tính hát then. Phòng Văn hóa Thông tin đã xây dựng cái kế hoạch truyền dạy nghề truyền thống cho các cá nhân tập thể trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Thế sau khi là cái kế hoạch được ban hành thì các đơn vị trường học và trong đó có trường phổ thông dân tộc nội trú đã đăng ký cho các em học sinh theo học cái lớp truyền dạy này. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì phòng văn hóa đã phối hợp với đơn vị trường phổ thông dân tộc nội trú thông tin tuyên truyền cũng như là phối hợp giữa nhà trường với đơn vị tổ chức và tuyên truyền vận động đến phụ huynh học sinh để nhận được cái sự ủng hộ đồng thuận. Theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, đến nay trên địa bàn huyện Chợ Đồn có gần 50 câu lạc bộ, bao gồm câu lạc bộ văn hóa thể thao, đội tuyên truyền của đậm, câu lạc bộ hát then đàn tính, câu lạc bộ thơ ca, văn nghệ quần chúng. Trong đó có 16 câu lạc bộ thuộc loại hình văn hóa văn nghệ, đội văn nghệ dân gian, đội tuyên truyền của đậm. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đang được huyện tập trung triển khai thực hiện. Ngoài việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các điểm di tích trọng yếu, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, huyện Chợ Đồn sẽ đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống, sưu tầm các giá trị văn hóa lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa phương để tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trang truyền hình huyện Chợ Đồn đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.